vì ông Minh Phát đã bỏ di tản. Bác liệu tính trước đi. Dạ kính chào các ông. Tôi đã nói với bác, ở đây không có ai là ông chủ, đừng thư gửi như vậy. Dạ tại quen miệng. Bác ngồi xuống đi, chúng ta làm việc. Dạ. Tôi giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Thậm. Thưa ông. Xin lỗi bác, chúng tôi quen miệng thôi. Dạ không, tại chưa bao giờ tôi... Đừng bình đẳng như vậy phải không? Cách bạn đổi đời là vậy đó. Mà bố cô tóc chi thế? Cứ lòng phòng như bữa kia. Chồng đẹp lão không? Dạ, tôi sợ cách mạng không thích. Hùng, không đùa nữa. Xin thông báo với bác, kể từ hôm nay, khách sạn Victory sẽ trở thành tài sản của cách mạng, được sử dụng làm nhà tập thể cán bộ. Dạ, tôi đã chuẩn bị. Không, bác sẽ được ở lại. Bác chỉ là giai cấp bị bóc lột. Thấy chưa tía? Cách mạng đâu bạc bẽo như đám chủ tư sản. Từ nay bác sẽ phụ trách công việc thường trực. Đây là nhiệm vụ, mong bác cố gắng làm tốt. Dạ. Bố ngon nha. Thường trực cách mạng oách lắm đấy, không như tên gác cửa ngày xưa của bố đâu. Ngày mai mọi người sẽ lần lượt dọn đến. Bác xem hướng dẫn anh em mọi việc cho có nề nếp. Quản lý việc ra vô đúng giờ giấc. Tuyệt đối không dùng thang máy để tiết kiệm điện. Trước mắt công việc của bác là như vậy. Việc gì khác chúng tôi sẽ thông báo với bác sau. Đúng là bọn tư sản xa hoa. Nhung đẹp vậy mà lấy cho dách. Đẹp quá. Bác giúp anh em một tay. Dạ. Nam nè, bác chuyển giúp giùm tôi. Anh sắp giùm cái này đi anh. Cái ba lô. Từ từ. Xuống đi em. Cẩn thận từ từ. Ôi, dì ở tầng 3 luôn. Chào cô. Xuống đi con. Tiến Công, chào ông đi con. Cháu nó đẻ trong rừng, lần đầu tiên tới thành phố. Xuống con. Đi Công hơn nè. Nói tới trước đó mà đi đâu mất biết hả? Cô để tôi phụ cho. Dạ. Chứ hơn cho đang sắp xếp lại những trời. Đây đây. Ê trời, ông đi đâu vậy? Đi dòm ngó sơ sơ. Trên sân thượng có mấy bồn nước, làm đất trồng búp hết ý. Tường gì mà cứng như đá. Đưa ba cây đậu qua. Dạ. Nè ba. Ý, chú Quýnh làm vậy hang lỗ xấu lắm. Vì gì, kệ sách treo lên cũng che hết. Chú để tôi làm cho, tôi có đinh thép. Sẵn vậy, bác đóng dùm luôn mấy cây trong buồng tắm, để móc lặt vặt đấy mà. Dạ, phụ cô Sáu xong tôi ghé liền. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Ý. Chuyện gì vậy cô? Dặn nước rửa chân. Ai về cái dội trên xà xuống. Chú vô chỉ giùm tôi. Tùm lum quá à. Để coi, tôi cũng không biết gì hết trỏng. Sao vậy? Chú làm việc ở đây mà. Chủ tôi ngày xưa khó lắm. Gác gian là gác gian, không được biết chuyện gì khác. Cô mở khóa này, nước trên chảy. Dạ. Muốn nước bên dưới thì mở khóa dưới. Chứ đừng cười, ở rừng toàn sông suối, làm sao biết ba thứ này. Nhưng mấy cô chú biết nhiều chuyện khác. Tôi xuống, cần gì cô cứ kêu tôi. Dạ. À quên, dạ, cho chú cái này. Sâm rừng đó, uống bổ lắm. Cảm ơn cô. Chị Sáu ơi, có cái sàn không cho em mượn với, gạo thóc quá. Có, qua đây. Hai cái, cầm luôn đi. Cảm ơn chị. Thở giờ ông chưa lên tới sân thượng. Đứng dưới đất cứ tưởng khu này ai cũng vào. Trong rừng con cũng trèo cây, nhưng không chỗ nào cao như ở đây. Còn nhỏ trèo cây làm chi? Hái gùi, mà không hái con cũng leo. Ngồi trên cao thấy đủ hết, khoái lắm. Tiến Công nè. Dạ. Con có cái tên nghe thiệt hay. Ba nói, tại vì con đẻ trong kháng chiến, đặt vậy để làm kỷ niệm. Mà Tiến Công là gì hả ông? Là không chịu thua cái gì hết, cứ tiến tới. Vậy thì hay thiệt. Tiến Công, Tiến Công, Tiến Công, Tiến Công. Nóng con nhỏ quá à, ngồi chịu không nổi đâu. Thấy chưa Tiến, cách mạng là hy sinh gian khổ vậy đó. Dạ thấy. À anh ba, có khi mượn tivi lên phòng họp coi cho thoải mái. Của người ta thì mượn, có lấy luôn đâu. Hả Tiến? Dạ. Chung là gì? Đề nghị Tiến cho tập thể mượn tivi lên phòng họp coi. Chùm nhâm ở đây riết thì Tiến cũng chết ngợp à. Dạ được, cái này cũng là đồ khách sạn chứ không phải của tôi. Thấy trên ba, làm liền nghe. Mày đã. Chú Tùng bữa nay đi làm trễ. Không có đồng hồ, tôi ngủ quên. Ủy ban nhân dân phường phối hợp cùng đoàn thanh niên cộng sản phát động tháng thi đua vệ sinh đường phố. Đây là đợt thi đua mang ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần. Cô để tôi phụ. Không sao đâu bác. Lao động, khẳng định vai trò làm chủ của con người mới xã hội chủ nghĩa. Đề nghị nhà nhà động. Mua chút quà cho ba nó mang về quê. Biển biệt mấy chục năm, giờ mới có dịp đi. Quê chú ba ở đâu lận cô? Bãi tận Cà Mau kìa bác. Tôi cũng ở Cà Mau á. Bác có hay về dưới không? Dạ không, gốc gác ở đó chứ tôi xa xứ lâu rồi. À quên, bác cho cháu gửi bó rau. Bó này cho bác. Cô cứ cho hoài. Có đáng gì đâu. Thịt trứng của ai mà nhiều vậy bác? Trứng của chú Hùng, thịt của chú Hơn cô. Cái thằng cha Hơn này sang lắm. Chú ấy có con nhỏ, lại kháng chiến cực khổ. Cực khổ gì ông ấy, vô khu mấy tháng thì hòa bình. Xin ít đất trồng mướp, chừng có trái còn cho tí ăn liếp. Đó là mấy bồn nước cứu quả, chú xem. Đừng lo, con chỉ lắp một bồn thôi. Phải tận dụng hết diện tích chứ tía. Dạ tùy mấy chú. Đem thằng này lên trước đã. mãi không? Ai đó? Con đây, Hùng đây, con sắp chết cống từ đây này. Bố răng rắc hơn cả cách mạng. Trễ 5 phút thì đã sao? Chú ba dặn tôi phải giữ đúng nội quy. Ôi, cãi với bố chỉ mệt. Mà sao bố không hỏi con, tộc đâu ra con ngựa mấy cáu? Ông chủ tôi trước đây dặn không được tò mò. Trước thế, còn bây giờ bố không hỏi, coi chừng bị phê là thiếu quan tâm, xa rời quần chúng đấy. Bố nên nhớ, bố không còn là đầy tớ nữa, phải cư xử cho ra chủ nhân chứ. Chú lên thay đồ lẹ đi, để tôi cất cho. Cảm ơn bố. Ai đó? Bác Thậm phải không? Mở cửa giùm cháu đi. Nhưng cô là ai? Cô biết bây giờ là mấy giờ không? Cháu lại bác. Bác chờ cháu vô trước đã. Bác ơi, đây là nhà tập thể, không mở cửa khuya khoắt. Cháu vàng bác. Bác chờ cháu vô đi mà. Lúc này điện hay cúp qua. Tôi nhớ ra rồi. Cô là Minh Ly, cháu ruột của Minh Phát phải không? Tôi tưởng cô đã di tản. Gia đình cháu hôm nay mới đi. Mọi người đang truy kiếm cháu. Tại sao cô không đi? Giữa hai nỗi sợ, cháu sợ cái chưa thấy. Bây giờ cô tính sao? Hay để tôi báo chú ba trưởng nhà? Đừng, họ sẽ không để yên gia đình cháu đâu. Hay bác định tố cáo? Bác muốn cộng sản tin bác hơn nữa. Dạ không phải, tôi chỉ ngại. Bác ngại gì? Cháu đâu còn là cô chủ nữa. Cháu xin bác, bác hãy giúp cháu. Bố ơi, bố Thậm ơi, bố Thậm ơi. Còn sớm 20 phút, nhưng mà bố thông cảm, con phải đi thăm thằng bạn Tiết tận Xuân Lộc. Nó bị cột sống bố ạ. À, được, tôi sẽ mở. Con lấy lương mớ trứng cho nó bố nhé. Cô giáo tôi dưới quê mới lên hồi hôm. Vậy là bố đã vi phạm nội quy nhá. Con đùa thôi. Chiều nay bố con mình vẫn ăn cơm chung chứ. Tôi còn hộp sữa chứ, mang luôn cho bạn đi. Cảm ơn bố. Chào chị. Chào anh. Cẩn thận cái máy mai, có chừng trầy. Không mẹ rồi bà ơi. Rồi, phụ đưa cái môi lết xuống nè. Nhẹ nhẹ xíu. Phụ về cái tủ giùm em đi. Rồi. Ủa, cái rương của em đâu rồi ha? Mang vào rồi. Tù xăm. Đồ nặng chắc mở thang máy hả ông? Bà còn không cho. Mở đi ông. Đợi chút. Con không biết nó chạy làm sao. Thấy mà không biết, tức lắm. Wow. Đây, để tôi phụ trong tay. Tôi thì để đại ở ban công à. Trên này nóng, mất công phải che mái. Em cũng nói như vậy á, nhưng ảnh sợ hôi. Ôi, rồi cũng quen thôi. Ban công mình sát nhà chú Bảy, kẹt lắm. Chịu khó kiếm gì che vậy. Gỡ mấy miếng mica trong phòng họp đó. Khách sạn khách xiết gì nữa đâu mà cần ba. Kỳ lắm. Kỳ kèo gì. Để không cũng vậy. Tôi và bà Dung lấy mấy miếng để lót bếp. Sạch ác. Ông hai giống cán bộ rồi. Ai cho ông vậy? Ba con. Ông Chi lĩnh kỉnh đó. Con muốn đóng cho má cái ghế mà nó cứ sập. Cái gì đây? Cưa à? Cưa trong rừng của ba con đó. Ngon à. Ông hai đóng giùm con. Ừ, để đông làm cho. Dạ. Ông có cây đờn gì ngộ quá à. Đờn kim. Có giống đờn guitar không ông? Không, tiếng nó trầm hơn. Bởi vì khi nào tiệc buồn ông mới đem ra. Vậy ông thử buồn đi. Ừ. Chị Ánh ơi, còn nước mắm cho em miếng. Còn, chị không kịp chết chợ. Cầm hết đi, mình còn nhiều, làm phiền chị quá. À, cầm luôn cả hũ cà pháo này. Cảm ơn chị. Này, sơn móng tay à? Đẹp nhỉ. Hôm dọn nhà em đụng được 2 chai. Có cả son nữa, chị thích em cho. Được rồi, cho mình 1 cây. Sao chú không lấy phòng ngoài cho thoáng? Tôi không thích ồn. Giả lại mình thoáng thì người khác ngọt cũng vậy thôi. Để đâu em? Sát góc đi. Dù sao cũng phải mua thêm cái nữa. Nước cốt thường 1 cái không đủ xài. Mấy cô chú sống chật vật quá. Chật vật. Cứ không có bơm nền là tốt rồi. Hồi ở rừng cháu chỉ mơ được phân nửa thế này. Ra uống nước đã ông già. Nhà mình bắt đầu đông. Bác phải nhắc nhở anh em nề nếp bảo vệ tài sản chung. Dạ có. Nhưng nhiều khi cũng ngại lắm chứ. Không ngại chi hết. Đó là trách nhiệm của bác. Cha chung không ai khóc. Cán bộ cũng là người, cứ phải nhắc nhở. Bảo bác hai nói cũng khó. Tốt nhất là ra nội quy. Anh xem, cái phòng 3 đẹp thế mà mấy bữa nay lem nhem hết. Dạ tôi vẫn quét dọn. Nhưng đồ đạc thì... Được rồi, nay mai sẽ bầu ban quản trị. Sống cả đời, chứ 1 ngày 1 bữa đâu. Dạ thưa cô chú tôi về. Bác ở lại ăn cơm đã. Thằng Tiến Công mượn sách nhà ông Quýnh về bây giờ. Dạ, nhưng cháu tôi lỡ nấu. À, quên báo với bác. Trên đã cấp cho cô Ly 1 phòng. Cảm ơn chú. Mệt quá ông ơi. Chắp tay chắp chân hoài. Nhà nước xử vậy đúng thôi. Cô Ly dù sao cũng là cháu chủ nhà. Hơn nữa, cô đã ở lại. Người như cô ấy phải trả lương gấp đôi. Đừng có hang. Được phân nửa cách nhìn của em đã là tốt. Ông hai. Tiến Công. Minh Ly có vẻ không quen làm bếp. Chưa, chứ không phải không. Nhưng anh cứ gọi tôi là Ly thôi. Minh Ly nghe tiểu tư sản lắm. Người tốt thì thế nào cũng tốt, đúng không? Sao anh biết tôi tốt? Ly quên tôi là nhà báo à? Nhà báo có khiếu xem tướng đấy. Chắc Ly không thích phim Bắc Việt như tôi. Người tốt thì ở đâu cũng tốt. Minh Ly đối đáp hay lắm. Làm phóng viên, hợp với bác sĩ. It's possible. Xin lỗi. Don't worry, I understand English. Thôi nói thật đấy, Minh Ly đổi nghề đi. Tôi có thể làm phóng viên, nhưng sẽ không viết cái mà tôi chưa tin. Tôi rất thích sự thẳng thắn của Ly. Lòng tin cũng cần phải có thời gian. Ơi, anh xé nát hết rau của người ta rồi. Cảm ơn bác. Bác về mà ngon, chứ bên này quải lắm, trong khách đỏ con mắt. Đi đi. Đi tụi con. Hớt ruột quá. Ông hồi nãy là bạn ông hả? Ừ, bạn hàng xóm. Hết tầng rồi, xuống. Máy hay thiệt ông ha. Lớn lên, con sẽ làm thợ máy. Trước mắt cô cứ ở đây. Điều chỉnh gì tính sao? Chìa khóa đây. Ai nói gì nói, cô đừng để ý. Cứ sống đúng như mình nghĩ. Cảm ơn anh. Cô Ly nè. Dạ. Ổ khóa tự động. Khi ra vào cô nhớ thôi quên. Chính cô mới rành nhà này hơn tôi. Minh Ly ơi, điện yếu, đèn bóng mới cháy nổi. À, chiều nay cúp nước, Ly chứa ngay đi. Mấy anh chu đáo quá. Mấy anh là sao? Là không chỉ mình anh. Anh có thấy là cái đẹp đang bị xúc phạm không? Chẳng sao, miễn đừng xúc phạm con người. Đúng là miệng anh có gai. Này, hôn khi nào mới biết miệng người ta có gai? Đồ quỷ. Chà, quân dân vui vẻ đoàn kết dữ ha. Chúng tôi xin công bố danh sách ban quản trị vừa được bầu theo thứ tự số phiếu. Trần Minh Tuấn, Võ Anh Hùng, Nguyễn Văn Thậm. Nếu các đồng chí chấp nhận, xin cho một tràng pháo tay. Vâng hô. Tôi có ý kiến. Tôi thấy nhân sự nội quy vậy cũng tốt, nhưng chuyện cải thiện đề nghị anh ba coi lại. Anh em mình đã kháng chiến cực khổ, nay phải được bù đắp chứ. Ai cũng vậy chứ phải. Lương còn hẻo đâu. Không sợ sợ lấy gì ăn. Nhà chung, tốt xấu của chung. Nếu ai cũng trồng, cũng nuôi thì sao? Bác Thậm cho biết, không cẩn thận ống cống sẽ bị nghẹt. Trên sân thượng đầy đất, mưa trôi bít cả máng xối. Tôi nghĩ đồng chí bác Thậm có gì nên nói thẳng với anh em, báo công báo cáo làm chi. Cùng ăn phải cùng chịu chứ. Chú Hơn nói vậy cũng tội nghiệp. Tôi nhắc chú làm thinh nên tôi cũng ngại. Đúng là có lần chú Hơn có cho tôi 3 trái mướp, tôi không lấy thì sợ chú giận. Mấy cô chú thông cảm. Tôi nghĩ mỗi người nên tự trọng, đừng để quần chúng xem chúng ta thấp. Chú Hùng nói vậy đủ rồi, giải tán đi. Mệt quá, cứ hợp là nói chuyện thì con mình ổng à. Tôi có chơi với quần chúng cao đâu mà sợ thấp. Chị Quý, lát ghép phòng em đã sắp dặn, để về ăn cơm trước đã. Tập thể kể về người khác, rồi bác sẽ quen thôi. À, sắp tới tôi có dịp đi Cà Mau. Ông già có muốn theo không? Dạ thôi, cũng không còn ai chứ. Thì thăm đất đai, rút một chỗ làm sao biết cuộc sống. Thằng Tiến Công muốn bác cùng đi với nó đó. Nhưng tôi phải trực. Cậu bảo vệ tôi, sẽ thay bác. Còn bác thấy chỗ nó. Sao cậu đó không chịu? Nó gợi ý chứ ai. Anh đang có bộ ở đây. Canh đủ đấy, cá tươi nha. Con heo này phải tới tạ chứ ha, thịt mỡ kho tàu ngon lắm. Thắng mỡ để dành thôi. Cái đầu này chia làm sao chị? Thịt thâm. Thịt kỳ này nhiều mỡ quá. Cá tươi là tốt rồi. Chê khen gì, nhiều hơn tháng trước là tốt rồi. Thầy thuốc mà phải ngồi chia thịt cá, cực quá cô Ly hả? Cá anh chị còn cực hơn tôi. Chừng nào phân thuốc lá chú? Chắc tuần sau cô. Ông cứ than thiếu khói, giết không được hoài. Tuần sau tới tổ chú làm vệ sinh nữa nha. Biết rồi bố ơi. Cảm ơn chú Nam. Đi số nè. Chú tiếp quên đi số ha. Chắc là đắt tiền lắm. Con tờ đi. Con tờ đi con. Đi số rồi con. Sao nước sông dơ vậy không? Đục ngầu. Không phải dơ mà phù sa. Phù sa là gì? Là đất, là chất bổ. Con thấy không? Nhờ phù sa mà đám cây cối trên bờ mà xanh tốt như vậy. Phù sa là cơm của cây. Ngược quá, suối rừng trong vắt mà lại độc. Lúc nào cũng so sánh suy diễn. Vậy tốt chứ sao chứ ba. Hồi bỏ quê tôi cũng chừng tụi đó. Về dưới bác tranh thủ đi thăm bà con. Có ai mà thăm. Tôi theo chú cho vui thôi. Cảm ơn chú xe qua bàn bác ơi. Bác hai, hình như Hùng và Minh Ly có vẻ mến nhau. Vậy là không tốt hả chú? Không, chỉ sợ cả hai không vượt nổi định kiến. Thưa chú, phà sắp cập bến. Đi con. Con cúi đầu cầu khấn gian sinh. Đời con tối tăm tăm. Dạ, cảm ơn. Anh bị gạt rồi. Là sao? Anh nhìn đi. Vô ích. Các anh phải tập làm quen với xã hội Sài Gòn này thôi. Cả điều hay lẫn điều dở. Ly cũng vậy. Nhưng sao Ly để tôi mắc lừa? Để anh có bài học trực quan sinh động. Chà, Ly bắt đầu anh nói như cán bộ ấy. Anh quên là bọn Ly đang học chính trị à? Học mà có hiểu không đấy? Hiểu, mà chưa thấm. Rồi chứ con sinh động sẽ làm Ly thấm thôi. Từ những người như anh phải không? Đây, có đây. Cô chú thấy không? Chịu khó một chút mà có đồng vô đồng ra. Cảm ơn. Ly thích ông ta. Tại sao? Không giả đạo đức. Cây mọc dưới nước mà sao không chết hả ông? Ông không biết. Sao ông nói ông đẻ với Cà Mau? Tại Cà Mau do ông trời đẻ ra. Câu này ông thua. Ông có biết bản nhạc rừng không? Hay lắm. Không, cháu hát thử coi. Cúc cu, chim rừng ca trong nắng. Im nghe, ve rừng kêu miên man. Rừng hát, gió lây qua cành biếc, lão sao đi ra Lê, dòng suối. Vẽ chút tẩm sáng nha cháu. Dạ. Nước trôi trong xanh. Cháu bị đường hô hấp, chị nên mở cửa sổ cho thoáng. Biết vậy, nhưng ngặt cái chuồng gà để ngoài đó, mở ra chịu hỏng thấu. Biểu dẹp, ổng cứ lơ đi. Chị phải thuyết phục ảnh chứ. Mama thương. Thuyết phục thuyết pháp gì cô ơi. Đất quê không về, cứ muốn làm dân thành phố. Đã vậy còn thêm quán xá nữa chứ. Cô coi, không có chỗ mà bước. Sao anh không để dưới nhà xe? Sợ mất à? Không ổn rồi. Bây giờ phải đưa cháu vô viện thôi. Nhưng mà ông chưa có về. Chị soạn đồ lẹ lên, tôi chở đi. Cô... Gì nữa con? Im nghe, ve rừng kêu liên miên. Không phải liên miên con, miên man. Im nghe, ve rừng kêu miên man. Rừng hát, gió lay qua cành biếc. Khu này chắc phải phục hồi lại. Em nghĩ bên này tốt hơn. Đẹp không cháu? Dạ đẹp. Cây cũng chưa mục lắm. Sao đây nhiều giường vậy ba? Bệnh viện đó cháu. Trước kia chú cũng từng nằm ở đây. Với cái chân này nè. Anh nhớ thằng Sang phải không? Tội nghiệp. Cả tháng sau mới tìm được xác. Anh biết bom tấn mà. Ba, mình nên giữ chỗ này để mai mốt người ta tới coi. Thì ba và mấy chú đang làm chuyện đó đây. Chà, nhỏ xíu mà nhìn xa dữ ha. Chú đưa hai ông cháu đi chơi lanh quanh. Dạ. Làm việc xong chúng tôi gọi. Tiến Công, đi dạ. Con. Cẩn thận, coi chừng trợt nha con. Dạ. Coi vậy mà chắc lắm bác. Hồi trước tụi cháu cổng thương binh chạy dù dù. Coi nè. Tiến Công! Tiến Công! Tiến Công! cục đạn trong đầu. Ai nói? Ba má con. Chú Hiền nhưng hễ đạn chạy thì chú điên. Vô. Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gót em không rồi. Mòn. Tới đoạn hát là sắp êm tới rồi. Về con. Con cậu Ánh lo được rồi. Ta về khi gió đang dâng chiều lên. Tội nghiệp, cứ lâu lâu lại lên cơn. Phải hát hay nghe nhạc mới bớt. Anh Nam, anh Nam ơi. Cô là ai? Bạn anh. Cửa thì nghe chú la mớ. Tôi nằm chìm bao. Không, chú bị sốt rồi. Chú uống gì để tôi ra quán cậu Hơn lấy cho. Dạ cảm ơn. Cô còn đi làm. Bữa nay Chủ nhật, chú nằm nghỉ. Để tôi kêu cậu Hơn. Tía bệnh sao không kêu. Có bữa đứt bóng một mình nữa nha. Uống miếng chanh đá cho mát đi. Cảm ơn chú. Khỏi tính tiền. Chuyện bữa trước tía đừng để bụng nha. Con người mà, túng thiếu quá đâm khó biết phải. Chú đừng lo. Tôi lúc nào cũng coi mấy cô chú như gia đình. Đúng rồi, mình còn sống với nhau lâu ngày vài tháng mà tía. Thôi con ra quán, cần gì tía cứ hú nghe. Hả? Cháu hành giải cảm, chú ăn cho nóng. Cảm ơn cô Sa. Có áo quần chi rách, chú đưa tôi giá cho. Tôi giá được. Dạ. Nấu nhiều để chú hâm lại ăn. Mai tôi về quê. Cô về chi? Dạ, xin lỗi. Tôi sợ cô đi lâu, không ai tưới lan. Kệ, trồng bậy cho vui chứ có mê thích gì đâu. Gia đình của quê còn đông không? Cả nhà bị bom chết hết. Chỉ mình tôi sống sót. Cô bộ cái nhà này sắp thành khách sạn trở lại á. Còn cô á thì sắp thành mẹ chồng. Nước nồi kiểu này riết chắc đứt thở. Không có đâu chú. Tại cúp điện đột xuất, nước lên không kịp. Lòng đèn hả ông? Cho con với. Đứa nào cũng có. Tụi tôi làm ướt phòng bác hết. Không sao cô. Ơi, chào chị. Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi anh Hùng vài câu tiếng Nga. Chào cô. Khoan đã. Anh của chị phải không? Anh Hùng kinh thật. Ảnh chụp lén mà vẫn cứ đẹp. Còn tôi thì không thích bị rình mò. Thế chị không muốn biết tôi là gì của anh Hùng à? Cảm ơn. Tôi thấy không quan trọng. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ mong chóng có cháu bé thôi. Yên chí, sẽ gọi cho bà một tá. Thôi, đến nơi rồi, để tôi xuống, kẻo lại hết hơi. Bà cứ để con. Tôi chỉ mong anh chị hợp nhau, vui vẻ, hạnh phúc. Thế là tôi mừng lắm rồi. Ly ơi! Ly ơi Ly! Ly tìm tôi phải không? Cái Hồng em tôi bảo Ly cần hỏi vài câu tiếng Nga. Mẹ và em gái tôi ngoài Bắc vào chơi. Có chút quà Tết tặng Ly. Tôi để ngoài cửa nhá. Nghỉ đi anh. Gì Mai? Mua giùm chả cây chổi lông gà. Loại gì? Cây nè, màu xanh két á. Lấy màu xanh cho. Sao em bắt chạy vòng vòng ở đây mãi? Em thích. Dừng đi anh. Em muốn ngồi đây một lát, một mình. Tại sao? Đừng hỏi. Nửa tiếng trở lại đón em. Đi đi ông. Nhớ mua băng nhạc cho anh Nam. Tâm, có chừng xe con. Ê. Tới đây. Ba con về chưa ông hai? Chưa con. Ba có thấy Tiến Công đâu không? Cha học bài trong phòng tôi. Tội nghiệp, nhà chật nó không tập trung được. Bác hai này, phòng họp là của chung. Bác đừng để người ra vô tự tiện, anh em họ kêu. Tôi có để ai vào đâu. Chỉ có cô Ly vô đần. Nhưng chú ba đồng ý. Vậy à? Dạ. Ngày xưa ba má thường dẫn em với thằng Út đi chơi ở đây. Đã từ lâu em không cho phép mình được khóc. Nhưng cứ không kìm được. Em vẫn thường ra đây. Có bao giờ em ân hận là đã không theo gia đình? Không, chỉ buồn nhớ thôi. Ba má có cái lý để ra đi. Em ở lại vì không thấy bức bách. Không đủ máu phiêu lưu. Nhưng thừa máu thầy thuốc. Anh đừng đùa. Không có sự lựa chọn chia ly nào nhẹ nhàng cả. Anh biết. Em vẫn còn một thế giới riêng. Nhìn em ngồi thui thủi suốt nửa tiếng. Anh xót lắm. Chỉ bực mấy thằng tới ve vãn. Nãy giờ anh ở đâu? Ai lại đi rình rập như vậy? Thật mất mặt à? Mất mặt còn hơn mất em. Nam, xuống anh em mình chơi tiếng lên. Anh có bộ bài đã lắm. Nam, tao gặp con mấy đằng kia, đi với tao lại lên. Xuống tôi uống trà chơi chú Nam, trà ngon lắm. Ê, Victory, tôi gặp nó mấy lần rồi, chỉ có vậy nó mới xuống. Thôi, đi từ từ thôi. Ông già làm gì đó? Tứ dùng con sao đám lan. Bả đi hoài tía hơi đâu mà tưới. Chưa nói ba cái lan này có huông, cu khi trồng thì không biết cũng thịt. À, hay tía nịnh. Nghe nói bà Sáu sắp về quê làm huyện làm tỉnh chi đó. Bả mà lôi tía gạt đờ co thì anh em mất ông quản trị à. Chú đừng có giỡn vậy. Tía, nghe cô Hùng nói chung cư mình được lên báo, tía cũng được biểu dương. Lãnh bằng nhớ đã anh em nghe. Thiệt hả chú? Tôi biết mà, nhà mình phải hơn mấy chỗ khác. Để tôi xin chú Hùng tờ báo. Nó đi kiếm thiệp rồi. Hả? Thiệp gì chú? Thiệp báo hỷ chứ thiệp gì. Mà chú ba có đồng ý không? Đúng là tía chỉ biết có cái nhà. Ổng sẽ làm chủ hôn đó đó. Chú Hùng thế mà khôn, nay mai lại có đô la xài. Em mà còn nói vậy, huống gì thiên hạ. Cái khôn lớn nhất của nó là đã yêu và dám lấy một phụ nữ xứng đáng. Sao tự dưng anh nổi máu ca ngợi vậy? Thế ai không xứng đáng? Hèn chi mà cả nhà này người ta nói ông Tuấn khoái cô Ly, nhưng bị thua chú Hùng. Em đừng có hàm hồ. Em động gì tới cô Ly mà anh nổi quạo? Bởi vì anh quá mệt với sự đàm tiếu. Anh đã từng nói với em, họ không cần trả lương gấp đôi, chỉ cần được đối xử không có định kiến. Anh xin lỗi đã lớn tiếng, nhưng chúng ta cần nghĩ những điều lớn hơn em ạ. Lại dồn nữa hả chú? Chú Hùng với tôi kiếm hoài chưa biết nghẹt chỗ nào. Chú bảo bà Tuấn chưa? Phải coi làm sao chứ. Chú Quýnh ơi, hàng tới rồi. Uổng tái. Tuần sau tới tổ chú tổng vệ sinh nha. Chúng tôi hùng nhau mướn người thay rồi. Lúc này ai cũng bận, không có thời gian. Chìa khóa phòng họp đi, bữa nay sinh nhật Toàn. Như tụi con vô làm gì? Nhảy. Bậy, mình đâu có được nhảy nhót. Trời ơi, cho lâu rồi. Tối nay ở trên TV có chương trình ca nhạc, ông hai mở thứ coi có lắc không? Đúng rồi, đi đi. Đi coi. Trời ơi. Đi ông hai thấy chưa, lắc như điên á. rồi cúp điện. Không phải đâu, nhà người ta vẫn sáng mà. Hỏi bác Hai coi. Bác Hai ơi, tôi đây. Cúp điện phải không bác Hai? Không phải đâu, Đức Cầu Trì, tôi đi nói lại đây. Khổ quá, nồi cơm vừa mới cạn nước. Không sao, hãy còn chịu chút thôi. Có lẽ giờ cơm đều quá tải. Sao trước nay không thế? Thì thêm đủ thứ mấy. Tắt bớt đèn quạt tivi một chút đi. Bớt máy móc đi. Ngợp lắm, tắt quạt chịu không nổi. Anh em xe điện nhiều quá. Tôi cũng đoán vậy, chắc phải coi lại. Họ mới đưa phát đi điện chiều nay. Không được, vậy trả sao nổi. Đau à? Không, đã. Thuốc cảm, chú lên phòng uống rồi trùm mền cho ấm. Cô Như dặn vậy. Cảm ơn, cháu có rồi. Ông ơi, thằng Linh tè. Cha mày, còn nhỏ mày tè không khai hả? Bác Hai, sao cầu thang tới ôm vậy? Dạ, tại tiền điện nhà mình cao quá. Chú Ba biểu tắt bớt bóng ngoài. Ngoài sáng bước vô cứ như mù. Dạ, cũng quen mắt thôi chú. Thành, lên kêu ba bài quán đi. Dẹp rồi. Sao dẹp? Ba má con sắp dọn nhà mới. Tại sao? Ba nói ở tập thể phức tạp lắm. Con nói thiệt không? Sao không? Con thấy nhà mới rồi, bự lắm, có sân nữa. Ông già đi đâu đó? Có chuyện gì vậy Tía? Vậy là đi thiệt. Ôi, Tía làm con tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Vô, vô đi Tía. Sao lại phải đi? Con khách kêu bán nhà bên quận 5. Con thấy rẻ nên mua. Tía coi, nhà nước cho buôn bán mà mình không có chỗ cũng uổng. Bộ Tía không biết hả? Vợ chồng Phúc cũng sắp đi đó. Họ mới xin được nhà riêng rồi. Biết ông buồn nên tụi con đợi lúc nào đi nói luôn. Chừng nào đi? Chắc vài bữa thôi. Dọn bên đó xong là chuyển liền. Uống miếng nước đi Tía, mai mốt lu bu sợ khó gặp. Chú Ba cũng chịu vậy à? Ông mà có điều kiện, ông cũng đi. Có ai muốn sống chung đụng đâu. Nhất là thời buổi được phép cá thể. Bầu bí trên sân thượng còn mấy trái, Tía cắt mà ăn. Bác thấy chưa? Chỉ thích thô bạo à. Nhưng nó rượu rồi. Dục, mua cái màu coi cho đã. Màu hay không màu cũng hình đó thôi. Con thấy bác cũng gần tinh tửng, giống con rồi đó. Alo. Morning, Malang Hotel speaking. Yes. Bye. Khỏe hả? Sô-cô-la khách mới cho. Cảm ơn. Nè, hôm bữa thấy hình ông trên báo. Chà, hoài dữ nghe. Lâu rồi. Người ta khen cả nhà. Lại lên báo nữa hả? Đâu có. Sẵn bên nhà sắp có đám cưới, qua hỏi chú coi nên tặng gì. Bao thơ. Bây giờ thực tế nhất á là tặng tiền hoặc là tặng vàng. Ông thì thiếu gì vàng? Làm gì đã đi chú? Đâm rô. Quý hiếm đó nghe. Cũng muốn hả? Chà, lúc này lãng mạn dữ ha. Được rồi, để thủng thẳng đi. Đẹp như vậy khó kiếm lắm à. Cho gửi. Nè, lúc này á Tây nó vô nước mình ào ào. Không chừng nay mai Victory của ông cũng lại trở thành khách sạn. Nhà người ta đang ở. Good morning. Morning. Can I help you? We need one double room. For how many days? For 5 days, please. Yes. We have many rooms. Which one would you like? We want a room in the front, facing the street. Bố đi con. Cô Ly nào, cứ bày cháu kiểu cách quá. Sẽ bình thường thôi chị ơi. Hồi trước đi làm mà áo dài bị coi là kiểu cọ. Bây giờ con nít cũng mặc. Chưa nói tuổi 18 là tuổi quan trọng của đời người. Đúng rồi. Phải không Tiến Công? Đúng hơn. Chị bắt đầu quan trọng. Sao thế? Tại vì chỉ từ hôm nay anh ta mới có quyền độc lập, được có chính kiến, hoài bão. Tóm lại, muốn làm gì thì làm. Oạch lắm. Ngoại thấy ngon chưa? Cháu nói hay thiệt. Không, cái dở nhất của con người là nói hay. Bởi không làm được mới phải nói. Thôi cụ non, thổi nên đi để người ta ăn. Thổi đi con. Thổi ở đâu nhiều thế? Khỏi quá. Con nhà ông Tú lại nấu củi. Để tôi chạy xuống nói. Bà nói vô ích. Căn nhà này đã được sử dụng không đúng chức năng. Cái gốc sai thì cái ngọn không thể đúng được. Con về chưa? Chưa con. Coi mà cứ bật nói hoài. Ok, em xuống liền. Bác Quỳnh ơi, bán cho con 2 cây kem chuối. Ông hai, má con gửi ông chén chè. Tụi con đi chơi hả? Không phải, học Anh văn. Sao lại đêm hôm? Tụi con học thêm. Bye bye ông hai. Bye ngoại. Mời cô Sáu ngồi chơi. Tôi có nhờ kiếm cho cô cái đam rô lớn, chắc vài bữa nữa có. Không cần đâu. Mai tôi phải về Lộc Ninh công tác. Tôi xuống để chia tay chú. Vậy là cô đi luôn. Khi nào có dịp chú về quê tôi chơi. Đám lan này tôi tặng chú. Thích thì giữ, không thích bỏ cũng được. Ở đây coi cũng được quá em ha. Xin lỗi. Cô chú kiếm ai? Dạ, tụi cháu sang lại nhà của chú Hơn. Chìa khóa đây. Cô chú vô đi. Dạ. Ai vậy bác? Chủ mới. Sao coi bác không được khỏe? Không hiểu sao cứ buồn ngủ. Cô lại đi làm chủ nhật à? Dạ, bác chịu khó giúp giùm cháu. Bệnh viện báo cấp cứu đột xuất mà anh Hùng chưa về. Cô cứ đi. Má. Cô chú có tính đi không? Đi đâu bác? Ra ở ngoài. Tiền chưa có, chức chưa đủ thì đi đâu? Cẩn thận bà. Chú bà đã cập nhật đây. Dạ chào ông anh. Xin lỗi ông anh, con tôi tầng mấy? Con anh chị là ai? Ông thiệt à, không nói tên ai mà biết. Dạ thằng Chánh. Cậu Chánh ở tầng 4. Dạ cảm ơn ông anh. Dạ lên tầng 4 chắc rã giờ. Ngoại ơi, đậu rồi. Vô đại học kiến trúc rồi. Cho ngoại giỏi quá. Liêu, chưa ăn mừng đã ăn đòn rồi. Con tặng lại ông. Bậy nè, của con. Con hỏi thiệt, trước nay có người nào tặng quà cho ông chưa? Thấy chưa, con đoán trúng phóc à. Vậy thì ông nên nhận của con. Coi như lần đầu tiên. Lẹ lên, báo cho ba biết. Mừng kiến trúc sư tương lai. Chúc mừng, mừng con. Chúc mừng. Kiến trúc sư là từ Sài Gòn cũ ông ơi. Đúng thực chất thì gọi tên gì cũng được. Hả tên sinh viên? Nhiều khi phải gọi đúng tên mới biết thực chất. Thôi nhức đầu quá ông ơi. Mọi người cầm đũa đi. Vâng. Món gì trước đây? Khai trương nè. Ăn khoai. Bác Hai tự nhiên nhé. Dạ ăn đi. Dùng đi bác. Từ từ. Ông ơi, ông ơi, ăn trộm kìa, dậy đi ông. Cái gì trộm? Ai trộm? Con đùa ông thôi, sáng bét rồi. Đêm qua vui, ông uống rượu nhiều quá. Vậy hồi sáng, ai mở cửa? Chắc ông. Sao lại chắc? Ông sai, nhưng cái đồng hồ trong bụng nó tỉnh. Cứ đúng giờ nó thức dậy, thức xong ngủ tiếp. Sáng giờ ông có thấy ai tới không? Ai? Công ty du lịch. Họ hẹn ba con tới coi nhà. Nhà gì? Coi chi? Con không biết. Ba chỉ biểu con xuống đón trước. Con đừng có giấu ông. Họ coi nhà mình để làm gì? Hình như họ muốn mua. Ai mượn mua? Nhà người ta đang ở mắc mớ gì mua? Không được. Ông phải hỏi ba mà cho ra lẽ. Tía tài thiệt, em không quắt méo mà tía cũng kiếm được. Vô Tía. Hên, chạy kêu má đi con. Dạ. Tía ngồi đi. Uống gì Tía? Cái chung cư của mình. Con biết rồi. Tức điên. Biết trước vậy con đâu có đi. Tự dưng mất mấy cây vàng oan uổng. Con nói rồi, ở là ở vậy chứ có điều kiện là ta đi à. Tới mừng đi. 9 cây, dư sức một cái nhà đàng hoàng. Chỗ này coi vậy á, chỉ có 6 cây à. Hay là Tía về ở với vợ chồng con cho vui. Cho cái với bà số tụi ơi. Ờ có ngay. Tía nghỉ chút xíu rồi ăn cơm với tụi con. Má con Thanh sắp về bây giờ. Chú tiếng chú băng nào nghe phê phê chút. Chú băng này nghe bựa quá. Ok. Cô thấy ông già mới ngồi đây không? Ông đi rồi. Phải à, ông chủ tôi lại thích về hả? Làm một tô cho ấm cái bụng hả? Vậy đi. Bác chào tôi à? Dạ. Tôi cứ đinh đinh phải kêu cửa. Chú ba, chuyện chi đó bác? Có phải chú định đem bán nhà mình? Nhưng không phải tôi, mà quy hoạch của nhà nước. Quy hoạch gì? Đại khái là phát triển thành phố. Chung cư này sẽ được đập bỏ, xây khách sạn lớn. Rồi anh em ở đâu? Rồi Thu ở đâu? Mỗi hộ sẽ được đền bù tiền mua nhà khác. Bác cũng vậy. Thôi, bác coi đóng cửa đi, rồi ngủ. Anh nghĩ gì vậy? Có khi mình kêu bác Thậm về ở chung. Thằng Tiến Công mới nói với em chiều nay. Hình như chú Hùng Cô Ly cũng muốn nuôi bác ấy. Để anh hỏi ý ổng xem sao. Khuya rồi sao con còn ở đây? Con muốn chết. Lô bậy. Mà con buồn chuyện gì? Ba con với anh con cãi nhau. Anh nói ba con tham lam. Nói ngay mặt. Thằng Tiến Công không thể hỗn. Phải quất mắt sau đó. Con khổ lắm. Trời ơi, giờ này cửa còn đóng. Có khi ông già ngủ quên. Kiểu này chắc trễ xe quá. Đâu anh kêu thử coi. Bác Thậm. Bác Thậm ơi. Cô Lan. Cô Lan ơi, cô Lan. Cô thấy bác Thậm ở đâu không? Không, vậy chứ ổng đâu? Cửa đóng chắc ổng quanh quẩn trong nhà thôi. Không, tôi không thấy. Anh Tùng, anh có thấy bác Thậm ở đâu không? Chập tối ông còn uống trà với tôi mà. Chị Nhàn ơi. Chị Nhàn. Động tác thứ 7 toàn thân. Cái gì vậy? Xin lỗi, có bác Thậm ở đây không? Anh có khùng không? Chồng tôi đi công tác anh hỏi vậy là ý gì? Vô duyên à. Chuyện gì ôm sòm vậy? Bác Thậm ổng đi đâu mất rồi? Dạ quá đâu? Thì đang kiếm nè. Cái gì vậy mà? Ông Thậm biết đâu mất rồi. À, Tiến Công, ổng ở trển á, phòng 81, cá rồi. Ông ba má con và mấy anh em cũng vừa ở đây. Bác sĩ nói ông Thẩm Sương. Con đã gặp qua chưa? Nó khổ tâm lắm. Con biết. Nhưng ông ấy là người vô liêm sĩ. Đừng nói bậy con. Đúng như vậy. Tháng trước ông nhờ ba con cho mượn một phòng trống để tạm chứa sách. Bây giờ đòi tiền luôn cái phòng đó. Thật trơn tráo. Con đừng hỗn. Con đã từng kính phục ổng như thần tượng, nhưng cũng làm con thất vọng. Tiến Công, con nghe lời ông suy nghĩ lại đi. Ông Quýnh dù sao cũng đang tuổi cha chú. Nhân cách không phân biệt lớn nhỏ chi hết. Ba con giải thích không nghe, con nói lễ độ cũng không nghe. Tức quá con làm luôn. Nhưng mày thương con quá. Thì con vẫn thương. Mà thôi, ông thấy trong người sao rồi? Ông đừng buồn. Xét cho cùng, đó cũng không phải là nhà của chúng ta. Thôi, mai mốt làm thường trực cho con. Mốt anh nè. Ok. Anh là người nhà bệnh nhân hả? Cho uống liền phân nửa, còn lại chịu uống nghe. Dạ. Bác đừng buồn vô ích. Cuộc sống là vậy. Đi ở hợp tan. Cái gì tới sẽ tới. Bác cũng muốn nấn níu cũng không được. Thôi cháu đi chợ đây. Một lát nữa anh Hùng sẽ mang súp xuống cho bác. Chào bác. Cơm ai cũng ký. Chỉ còn mỗi mình bác. 9 cây vàng chứ ít đâu. Bác ký giúp để con lên hồ sơ. Đây chỗ này. Đẹp rồi. Bây giờ chỗ đi. Bà đứng gần tôi nè. Rồi nha, rồi nha. Cho đại đi thôi mà. Cả tuần nữa mới đi, gấp gì em? Thì cứ lo từ từ. Anh này, không biết mấy cái hộc màn này có vừa với cờ nhà mới mình không ấy nhỉ? Bọn máy tính lấy đi hả? Không có tháo gỡ gì hết. Thì má thấy uổng, thế nào người ta cũng đập bỏ. Kệ họ, làm vậy người ta khinh. Má muốn mai mốt con với ông hai làm cho. Đi con, để ông hai chờ. Dạ. Đi bác hai ơi. Kính gửi chú ba, tôi xin lỗi đã không giữ lời hứa và ở chung với cô chú. Tôi có nhờ người trao lại cho Tiến Công cái hộp, trong đó là toàn bộ số vàng được đền bù. Tiến Công con là đứa trẻ tốt. Ông hy vọng số tiền nhỏ này sẽ giúp con làm được những điều có ích. Con đừng lo cho ông. Mọi người đều có nơi cư trú. Thương ông, con hãy sống đúng cái tên mà ba má con đã đặt.